Xin được kính chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Và em là Tuấn đến từ Minh Tiến Auto, có địa chỉ số 2 Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Và ngày hôm nay bên em tiếp tục về thêm một chiếc sedan hạng sang đến từ Đức. Đây là một chiếc xe thuộc thương hiệu ngôi sao ba cánh, đó chính là chiếc Mercedes-Benz C200. Chiếc xe thì sản xuất năm 2016, có tên tư nhân, mang biển số thành phố. Và chiếc xe thì cũng đã lăn bánh được 3,9 vạn mai quý anh chị và các bạn nhé. C200 của em này thì có màu trắng, nội thất màu kem, cực kỳ là đẹp ạ. Em sẽ quay một vòng cho quý anh chị và các bạn cùng xem. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với C200 này thì có BMW 320i, Audi A4. Đó là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với C200. Và tại thời điểm năm 2016, với cái giá lăn bánh tại Hà Nội là 1 tỷ 920 triệu đồng thì anh chị mới có thể sở hữu được chiếc C200 này. Còn vào tại thời điểm 2016 này, với cái giá cực kỳ là ưu đãi và cực kỳ là hợp lý cho quý anh chị và các bạn có thể sở hữu một chiếc xe hạng sang, thì cụ thể là bao nhiêu thì kính mong quý anh chị và các bạn hãy xem hết video của em. Phía dưới lắp capo này thì sẽ được trang bị là động cơ i4 sản sinh công suất lên đến 184 mã lực, kết hợp cùng với đó là hộp số 9 cấp 9G Tronic, vận hành thì cực kỳ là trơn tru và mượt mà. Và hộp số G Tronic này thì đặc trưng và chứa danh của nhà Mercedes-Benz rồi ạ. Cụm đèn pha cốt của C200 thì được trang bị là cụm đèn full LED High Performance và có liếc theo góc lái quý anh chị và các bạn nhé. Kết hợp cùng với đó là có một giải LED định vị ban ngày đấy. Đây là một giải LED định vị ban ngày. Đây là những cái cảm biến va chạm xung quanh xe. Những chiếc xe mang biển thành phố thì bên em đã rút sẵn hồ sơ cầm tay rồi, nên là anh chị hoàn toàn có thể đăng ký và ra tên ngay trong ngày. Và biển thành phố thì về Hà Nội, quý anh chị và các bạn mặc định sẽ không mất 20 triệu tiền biển ạ. Và anh chị chỉ mất 2% tiền phí sang tên thôi, nên là rất là hợp lý cho anh chị nào mà đang có tìm một chiếc xe về Hà Nội. Mâm lốp của chiếc xe thì được trang bị là vành hoa 5 chấu, là vành đúc thôi ạ. Cùng với đó là lốp 17 inch, lốp còn vẫn rất là dày quý anh chị và các bạn nhé. Lốp thì được trang bị lốp chống xịt run flat, nên khi dính đinh thì anh chị và các bạn hoàn toàn có thể vận hành 50-60 km/h với quãng đường khoảng 50 km để tìm vào quán xử lý lốp. Cụm đèn hậu đây thì được thiết kế theo dạng hình cánh hạc nhé, giống như những người đàn anh E-Class và S-Class cũng là full LED luôn. Có những có cái mắt cảm biến phía sau xe rất là đẹp và rất là an toàn. Hệ thống ống xả thì là ống xả đơn đối xứng hai bên. Đi vào đến khoang nội thất của một chiếc xe đến từ Đức với trang bị là nội thất màu kem, nhìn cực kỳ là sang trọng ạ. Rất là nhiều option. Đó. Cương gập hoàn toàn là chỉnh điện luôn ạ, ghế chỉnh điện cho bên lái và bên phụ. Đèn auto, lẫy chuyển số vô lăng. Màn hình underlock thì sẽ là hai đồng hồ cơ và chính giữa thì là một màn hình điện tử để báo mức tiêu thụ nhiên liệu và mọi thông số khác. Vô lăng tích hợp đàm thoại rảnh tay, to nhỏ âm lượng. Cruise control thì sẽ là cần gạt phía bên dưới vô lăng này quý anh chị các bạn và các bạn nhé. Màn hình kết nối với Bluetooth, camera lùi, điều hòa auto hai vùng độc lập. Đó là những trang bị rất là cơ bản trên những chiếc xe hạng sang. Và trên Mercedes-Benz thì điều chỉnh màng điều khiển trung tâm thì sẽ là một bánh xe và một trackpad cảm ứng, 5 chế độ lái, rèm điện luôn ạ. Gương chiếu hậu cũng là chỉnh điện luôn, chống chói anh chị nhé.
Hàng ghế thứ hai của một chiếc C-Class, ngồi rất là thoải mái và rộng rãi. Độ ngả thì rất là vừa vặn, có bệ tì tay luôn ạ. Và cũng có rèm nắng, rèm chắn nắng cho hai bên cửa phía sau. Cái mức tiêu thụ nhiên liệu thì cũng rất là hợp lý, 5,9 lít trên đường kết hợp, 7,5 lít trong đô thị và 5,0 lít ở ngoài đô thị, rất là tiết kiệm luôn ạ. Và chiếc Mercedes-Benz C200 sản xuất năm 2016, có tên tư nhân, mang biển số thành phố, một chủ sử dụng từ mới, lăn bánh được 3,9 vạn km thì bên em đang chào bán với giá là 919 triệu đồng. Giá cả thì hoàn toàn có thể thương lượng khi anh chị qua trực tiếp salon bên em, xem xe, chạy thử và cảm nhận về xe. Và các sản phẩm bên em bán ra thì đều có cam kết cho anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước, hộp số động cơ là nguyên bản. Anh chị hoàn toàn có thể mang xe ra gara do anh chị chỉ định hoặc mang vào hãng để kiểm tra về chất lượng của xe. Và chiếc xe này bên em vẫn hỗ trợ anh chị vay ngân hàng lên đến 70% giá trị xe, kết hợp cùng với đó lãi suất cực kỳ là ưu đãi ạ. Đến cuối video rồi, em cũng xin phép được dừng video lại đây. Anh chị nào đang có nhu cầu mua hoặc bán thì liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em sẽ ghi ở phía bên dưới màn hình. Em sẽ phục vụ và hỗ trợ anh chị 24/7 ạ. Và hẹn gặp anh chị ở video tiếp theo. Em xin được cảm ơn.